Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục ôn tập kiểm tra học kỳ 1. Và trong tiết học hôm nay, cô cũng sẽ gửi link ôn trắc nghiệm cho các em. Và cô nhắc lại của tuần trước, dù em làm kiểm tra trực tiếp tại lớp hay em làm kiểm tra online, thì hình thức đều là trắc nghiệm 40 câu, thời gian sẽ là 45 phút và nội dung gồm 5 bài mà em đã học và các thao tác cần ghi nhớ. Và nhận lưu ý khi em làm bài kiểm tra học kỳ 1, ở phần điền họ tên. Ở bài tập tuần trước, ở phần họ tên cô đã phân ra giống như khi em làm kiểm tra để xem các bạn điền đúng hay sai. Đa số các bạn làm đúng, nhưng mà vẫn còn một số bạn sai. Ở đây cô nhắc lại. Ở phần họ và tên lớp, nếu em tên Đinh Vạn Hoàng An, em ghi Đinh Vạn Hoàng. Đến phần tên học sinh, em mới ghi chữ An vào. Ở đây là ví dụ của một số bạn ghi sai, chẳng hạn ngay chỗ họ tên lớp bạn ghi chữ T, sau đó phía dưới tên học sinh thì bạn lại ghi đầy đủ họ tên của bạn ra. Còn một bạn khác, chỗ họ và tên lớp và chỗ tên học sinh bạn đều điền đầy đủ họ tên của bạn. Một bạn khác, phần họ và tên lớp thì bạn chỉ ghi họ thôi, đến tên học sinh thì bạn ghi tên lớp và tên của bạn ra là Lâm Phương. Nếu em tên Phạm Lâm Phương thì ngay chỗ họ và tên lót em sẽ ghi là Phạm Lâm. Và ngay chỗ tên học sinh em chỉ cần ghi chữ Phương là được. Còn có một số bạn thì ngay chỗ họ và tên lót bạn ghi địa chỉ email của mình ra luôn. Ở đây cô che là địa chỉ email của bạn. Và sau đó ngay chỗ tên học sinh thì bạn ghi tên của bạn ra. Nếu em làm trực tuyến sẽ có một phần ghi địa chỉ email, thì phần đó em mới ghi địa chỉ email của em vào. Còn ở chỗ họ và tên lớp thì em chỉ cần ghi họ và tên lớp của em. Em không ghi địa chỉ email của mình vào đây. Cũng có một số bạn làm bài bình thường cô vẫn thấy bạn ghi địa chỉ email của bạn vào đây. Sau đây là hai bài ghi đúng. Chẳng hạn bạn tên Dương Mỹ Kỳ, chỗ họ và tên lớp bạn sẽ ghi là Dương Mỹ. Ngay chỗ tên học sinh, bạn sẽ ghi tên của bạn là chữ Kỳ thôi. Một bạn khác, Bùi Duy Anh Khoa. Thì họ và tên lớp bạn sẽ ghi là Bùi Duy Anh. Tên của bạn sẽ là Khoa. Chỉ cần ghi một chữ như vậy thôi. Đây là phần điền cơ bản thôi nên em cố gắng làm đúng. Để lỡ mà em có chọn sai lớp thì vẫn còn có thể tìm được tên của em. Em ghi không đúng rất dễ bỏ sót bài của em. Tiếp theo vẫn là điền họ tên. Và điền họ tên này là nếu em thi trực tiếp tại lớp em sẽ điền như thế nào. Phần này khi em làm bài giám thị cũng đã nhắc em rất nhiều lần, nhưng mà bây giờ cô sẽ nhắc lại. Tại vì vẫn có những bạn ghi sai họ tên. Họ tên thì em ghi đầy đủ họ tên của em, đừng ghi tắt. Em tên Đinh Vạn Hoàng An thì em ghi thẳng ra là Đinh Vạn Hoàng An, đừng ghi chữ Hoàng An. Lớp em cũng ghi rõ ràng ra. Một số bạn ghi mà không biết em ghi là số 1 hay là số 2, hoặc là em ghi số 2 với số 7, nhìn không ra được. Nên em ghi rõ ràng ra, số báo danh cũng vậy. Ghi đầy đủ số báo danh. Số báo danh không phải là số thứ tự trong lớp của em, cũng không phải là số thứ tự ở trong phòng thi. Nên đừng điền lộn. Tiếp theo là phòng thi. Nhớ điền phòng thi của em rõ ràng. Em cố gắng điền đầy đủ những phần này. Đây là những phần thông tin quan trọng nhất để thầy cô khi ráp phách lại không nhầm bài của em với bạn khác. Và em được phép mang theo máy tính cầm tay để tính trung bình cộng hoặc là tính tổng. Còn nếu em không có máy tính cầm tay cũng không sao, những phép tính đó không quá lớn em vẫn có thể tính nhẩm được. Và khi làm bài trắc nghiệm em nên nhớ tuyệt đối không bỏ qua bất kỳ một câu nào. Nếu câu nào đó em không biết làm thì em chọn đại một cái đáp án nào đó. Em chọn một đáp án nào đó thì em vẫn còn cơ hội để có điểm. Còn em bỏ luôn câu đó, em không chọn đáp án nào thì đương nhiên câu đó chắc chắn em không có điểm. Nên khi làm trắc nghiệm, cho dù là tại lớp hay là trên máy, thì cũng tuyệt đối không bỏ bất kỳ một câu nào hết. Sau đây em ôm lại các lý thuyết trong câu đề cương. Và sau đó sẽ làm bài tập trắc nghiệm. Đầu tiên là từ câu 1 đến câu 3. Thank you.
Hướng dẫn về nhà. Em học bài và làm bài ôn tập. Chuẩn bị kiểm tra học kỳ 1. Video đến đây kết thúc. Chúc các em thi tốt.